Xin chào cả nhà, hôm nay con sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm món ghẹ ngâm tương Hàn Quốc. Nguyên liệu thì sẽ gồm có, thứ nhất là ghẹ. Ở đây cho hai người ăn thì bọn con thường làm là ba con ghẹ rưỡi là ra được 7 miếng. Thì ghẹ, cách làm ghẹ là gì? Là mình rửa sạch sẽ, xong cắt đôi, bỏ hết mai đi, bỏ hết cái phần chân nhỏ đi, rửa sạch sẽ. Thì ví dụ như là mình chưa, khi mà mình có ghẹ tươi ấy, mà mình chưa làm được luôn thì mình có thể để ở trong ngăn đá. Sau đấy bây giờ con cũng lấy từ ngăn đá ra, không vấn đề gì hết, mình vẫn là hoàn toàn làm được. Sau đấy những thành phần quan trọng tiếp theo thì là mình có là, thứ nhất là nước này, xì dầu, đường, hành tây. Hành tây thì mình để cả vỏ và có cả rễ nữa, nhớ rửa sạch đi vì cái này sẽ làm cho ngọt nước. Tỏi, con làm một củ tỏi lớn, hai miếng rong biển khô, một xíu gừng khô, một xíu tiêu nguyên nguyên hạt. Ngoài ra nếu mà có thì mình có thể cho thêm vào là táo tàu khô và ớt nếu mà mình ăn cay. Muốn cho mà vị thơm hơn và ngọt hơn nữa, đúng chuẩn kiểu Hàn Quốc thì mình có thể cho thêm là táo hoặc là lê của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì bọn con thích làm theo kiểu là đơn giản, ở nhà có gì làm lấy thôi. Như thế này bọn con vẫn thấy rất ngon. Để biết là mình cần bao nhiêu sốt để ngâm cua thì con sẽ hướng dẫn cách mình có thể áng chừng được. Theo con thì nên dùng cái hộp đựng ấy, nó là thủy tinh thì nó sẽ an toàn hơn. Thì để biết là cần bao nhiêu nước thì trước tiên là mình cho hết cua vào trong cái hộp mà mình sẽ dự định sẽ dùng. Đấy, ở đây cua của bạn con là con giữ nguyên hết. Tất cả phần gạch cua, thịt cua sạch sẽ. Sau đấy mình sẽ lấy nước mình đổ đầy vào để ngập cua. Rồi, khi mình thấy ngập cua như thế này rồi thì mình lấy một cái rổ rỗng như thế này này, mình đổ hết ra. Vậy là mình đã biết được là cần bao nhiêu nước cho từng đấy ghẹ, tùy thuộc vào cái hộp đựng của mình, mỗi một người có thể đựng khác nhau. Vào trường hợp của bọn con là dùng cho ba con rưỡi cua thì con dùng là 800 ml nước, 300 ml xì dầu và 200 g đường. Đây, nhìn tỷ lệ gần như là 1:1 giữa xì dầu với lại cả đường nhá. Bây giờ bọn con sẽ tiến hành đun sốt. Rồi, bây giờ con sẽ đun sốt này. Thì đầu tiên là cho nước vào 800 ml nước, 300 ml xì dầu, 200 g đường. Rồi, hành tây một củ, cả vỏ cả rễ nhá. Một củ tỏi lớn, con tính ra vào được khoảng độ 10, hơn 10 tép tỏi. Rong biển này, gừng, tiêu cả hột, táo tàu. Ớt thì mình sẽ cho vào cuối cùng, không cho bây giờ. Các nguyên liệu đã xong, bây giờ mình chỉ việc bật bếp lên đun sôi. Mình sẽ khuấy đều nguyên liệu lên, khi mà đun lên thì đường cũng sẽ tan ra. Sau đấy thì mình đầu tiên là giữ lửa lớn để cho cái sốt này sôi lên. Khi mà sốt sôi rồi ấy thì mình tiếp tục giữ ở lửa vừa thôi và mình tiếp tục đun cho đến khoảng, con áng chừng là khoảng 20 đến 30 phút, khi mà tất cả hành rồi tỏi đã mềm ra thì sẽ là được. Rồi, sốt đã sôi rồi, rất là thơm ạ. Bây giờ con sẽ giảm nhiệt xuống là còn lửa trung bình thôi. Và sau đấy, bây giờ con sẽ lấy ra. Bây giờ con sẽ lấy ra phần rong biển nhá. Rong biển đi đâu mất rồi. Đây. Rong biển này đun cho ngọt nước thôi. Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ làm cho cái sốt này bị nhớt. Thế nên là khi nước đun sôi rồi thì mình nên bỏ ra. Bỏ rong biển đi. Sau đấy lại tiếp tục đậy vung vào và đun thêm khoảng độ 20 đến 30 phút nữa cho mọi thứ mềm. Và con đã đun được 30 phút rồi thì bây giờ thấy là mọi thứ màu cũng đẹp này và đã tất cả các loại gia vị đã mềm rồi. Thì bây giờ mình nhìn, nếu mà mình thấy là nước của mình ấy bị sôi mà bị bay hơi, bốc hơi nhiều quá thì mình có thể cho thêm nước vào và đun thêm một xíu để cho nó về cái lượng nước ban đầu. Còn như của bọn con ấy, con đậy vung thế nên là thấy nước cũng không bị bay hơi quá nhiều thì như thế này là ok rồi. Đây, các loại đều mềm và đẹp rồi. Thì bây giờ con sẽ tắt bếp đi.
mình tắt bếp và sau đấy mình để cho nó nguội về đến nhiệt độ phòng. Rồi, bây giờ cái nước sốt của bọn con này nó đã nguội hoàn toàn rồi. Mình phải để cho nó thật nguội, nguội đến nhiệt độ phòng, nếu không thì sẽ thành là ghẹ nấu mất. Thế nên là sau khi đã nguội thì bây giờ bọn con sẽ lọc. Thì mình dùng giá lọc, mình lọc bình thường thôi. Lấy hết nước ra. Bây giờ ấy, mấy cái tỏi và hành này nó vẫn còn nước ở trong đấy. Thế nên là con sẽ mài nhuyễn nó ra như thế này. Thì bột này và những cái nước ngọt ở trong này cũng vẫn sẽ ra hết. Thì mình thấy đấy là đun 30 phút xong mọi thứ đều mềm hết rồi. Ấn nhẹ là nước nó sẽ ra hết. Lấy hết cái nước ngọt này. Cái công thức này của bọn con ấy thì có thể là hơi ngọt so với mọi người. Tại vì là con ăn khá là ngọt. Thế nên là mình nên nếm lại để cho phù hợp với lại cả gia đình nhà mình. Thì mình nếm thử xem cái vị của nước sốt này sẽ là vị cuối cùng của cua. Thế nên là nước sốt phải vừa đủ mặn, ngọt, nhạt đều phải vừa hết. Nếu mà thấy vẫn còn nhạt thì mình cho thêm vào. Còn nếu mà mình thấy mặn quá thì mình có thể cho thêm nước và đun thêm. Thế nhưng mà không nên để nhạt quá. Tại vì nếu mà nhạt quá thì cái ghẹ nó dễ bị hỏng. Rồi bây giờ con đã lấy xong hết rồi. Rồi xong rồi. Bây giờ chỉ việc đổ sốt vào trong ghẹ thôi. Rồi vừa xinh luôn. Đấy ghẹ vừa ngập thế. Bọn con thì thích ăn hơi cay một xíu, thế nên là con sẽ cho thêm ớt vào. Nếu mà mình không thích ăn cay thì không cần cho ớt vào cũng được. Thêm một xíu ớt hơi cay cay, con thấy vị nó sẽ ăn hơn. Thì ớt này thật ra là ớt đông lạnh con mua ở trong siêu thị Tàu. Thì cứ mua đông lạnh xong rồi về dùng cũng vẫn ok. Vậy là đã xong rồi, món này thì cái bước chuẩn bị thì rất là đơn giản. Thế nhưng mà có một cái là mình phải đợi. Thì hôm nay xong rồi, mình sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. Mỗi ngày mình sẽ đun nước nấu lên lại một lần. Thì đến tối ngày mai, bây giờ bọn con làm là 7 giờ tối. Thì đến tối ngày mai bọn con sẽ lấy từ trong tủ lạnh ra và lại đun nước tiếp một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Xin chào mọi người. Hôm nay đã là ngày thứ 2 của món ghẹ ngâm tương rồi ạ. Bây giờ con để ở trong tủ lạnh được một ngày rồi. Thì ghẹ cũng bắt đầu thấy chuyển màu rồi. Có một chút màu của xì dầu. Bây giờ mình sẽ tiến hành đun lần 2. Thì mình sẽ lọc lấy cái phần sốt ra. Lúc này mùi xì dầu rất là thơm, thơm mùi tỏi và hành. Sau khi mình lọc được hết ra rồi thì mình bỏ ghẹ sang một bên. Mỗi một lần mình đun cái nước sốt này lên thì có thể là nước sẽ bay hơi mất đi. Thế nên là để cho nó đỡ mặn hơn thì con cho thêm 100ml nước vào để bù cho cái phần nước bay hơi lên. Rồi, bây giờ mình lại đun sôi lần nữa nhé. Lửa lớn và đậy vung lại. Bây giờ cái sốt này nó gần sôi lại rồi thì mình có thể thấy là nó nổi cái váng lên giống như là mình nấu canh cua ấy. Thì cái này rất là bình thường là vì do cua thôi. Nếu mà mình muốn cái nước sốt sau này nó có nhiều vị hải sản, nhiều vị ghẹ thì mình sẽ giữ nguyên cái phần bọt này lại. Còn nếu mà muốn cái nước sốt mà nó trong vắt thì mình có thể bỏ cái phần bọt này đi. Nhưng mà con thì con thích giữ cái vị cua này nên con cứ để nguyên. Thì mình vẫn tiếp tục đun sôi trong vòng 10 phút. Sau khi nó sôi xong thì đun tiếp thêm 10 phút, có đậy vung lại. Đến cái lúc mà nó nguội xuống ấy, thì cái bọt này cũng sẽ tan thôi. Thế nên là không cần phải lo. Rồi tiếp tục đun thêm 10 phút nhá. Nhưng mà mọi người nhớ để ý nhá. Nếu mà nó sôi nhiều quá thì vặn nhỏ lại, chứ không là sẽ bị trào giống như mình nấu canh cua ở nhà ấy. Rồi vặn nhỏ lại. Nhớ đậy vung nhá. Rồi đã được 10 phút rồi. Bây giờ mở ra. Đây nhìn nó rất là giống cái gạch cua, giống như mình nấu canh cua ở xung quanh cạnh này này. Thế nên là mình đừng để lửa to quá. Nếu mà lửa to quá có thể là nó sẽ cháy cái cạnh này. Thì là nó sẽ có mùi khét, sẽ không ngon. Bây giờ tắt bếp đi và để nguội. Thì mình sẽ để nguội đến nhiệt độ phòng. Sau đấy mình lại đổ lại vào trong nồi cua. Nếu mà thấy nước cạn đi nhiều quá thì mình có thể cho thêm nước vào. Nhưng mà ở đây con cũng không thấy cạn nhiều lắm. Thế nên là con cứ để như thế này thôi. Để nguội lại là được ạ. Rồi, bây giờ là nước sốt đã nguội hoàn toàn về nhiệt độ phòng. Thì mình sẽ bỏ ngược trở lại vào trong cua, trong ghẹ. Ghẹ trong lúc mà chờ đợi ấy, thì mọi người nhớ để vào trong tủ lạnh nhé, chứ đừng để ngoài trời. Ở đây trong lúc đợi là con để lại ngược vào trong tủ lạnh. Bây giờ chỉ việc đổ sốt lại vào ghẹ thôi. Nhìn trong nước sốt nó giống như là khi nấu canh cua lên mình có những cái váng gạch ấy. Để thấy càng ngon.
Rồi. Thế là đã được. Bọn con đã làm thêm một ngày nữa. Bây giờ vào ngày mai mình lại tiếp tục đun như thế này một lần nữa là sẽ xong ạ. Rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào mọi người. Hôm nay là lần cuối cùng mình phải đun lại cái nước sốt này, là ngày mai mình sẽ ăn được rồi ạ. Thì hôm nay cũng làm giống như hôm qua, mình lại bỏ cua ra, bỏ ghẹ ra, lấy hết nước sốt. Lấy hết nước sốt ra. Rồi hôm nay mình lại đun lại như lần trước, cũng đun ở lửa trung bình hoặc là lớn này, và cho thêm 100ml nước nữa vào nhá. Rồi bây giờ đậy vung lại, lại đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đấy để nguội đến nhiệt độ phòng và đổ ngược lại vào cua. Chỉ cần nốt lần này hôm nay nữa thôi là ngày mai mình đã ăn được rồi ạ. Tối mai bọn con sẽ ăn món này. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối ngày mai. Xin chào cả nhà. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, món ghẹ ngâm tương của mình đã hoàn thành. Tan tan. Ghẹ màu đã rất đẹp rồi. Đều là màu giống như của cái xì dầu của mình. Thịt ghẹ trong bắt luôn, là nó đã ngấm gia vị. Đấy mọi người có thể nhìn thấy. Bây giờ mình chỉ việc gắp ghẹ ra và ăn thôi. Rồi bây giờ khi ăn thì mình có thể dưới nước ghẹ lên cái nước sốt này này, để trộn cơm cũng rất là ngon. Dưới lên một xíu nước ghẹ. Nước sốt này là thành phần rất đặc biệt. Có thể là mọi người sẽ thấy là nước sốt này thì vẫn còn nhiều, hơi phí. Thế nên là mình đừng chạm đũa vào hai lần, mà mình có thể đun lại một lần nữa và có thể dùng cho món tiếp theo. Bọn con sẽ bật mí trong video tiếp theo nhé. Thì bọn con sẽ dùng lại cái sốt này. Bây giờ con bỏ ra một xíu để ăn ngày hôm nay thôi. Còn cái sốt này bây giờ con sẽ cho vào nồi đun sôi lại, rồi lại để nguội và mình cho vào tủ lạnh. Sau đấy mình có thể dùng tiếp ạ. Bây giờ đối với món ghẹ ngâm tương này thì mình cách ăn là như thế nào? Thì bây giờ ăn có thể là mọi người sẽ thấy, con ăn thì thấy nó vị ngọt và hơi mặn mặn, thơm mùi hải sản. Nhưng có thể với nhiều người chưa ăn quen thì có thể thấy nó hơi tanh nhẹ mùi cua sống. Thế nên cái ưu điểm lớn nhất là mình hãy cho thêm một ít dầu mè vào. Cho dầu mè lên trên thì ai cũng có thể ăn được, rất thơm và ngon. Nên mình dưới dầu mè lên trên như thế này. Rồi, một xíu dầu mè chan đầy lên. Sau đấy mình sẽ ăn với cơm. Như con nói thì con đang hơi béo, thế nên là con sẽ ăn với lại cả cơm gạo lứt. Thì mình có thể ăn với cơm gạo lứt như thế này. Ngoài ra, ăn thì mình có thể ăn với lại cả rong biển khô. Kim chi, ở đây bọn con có hai loại kim chi củ cải và kim chi cải thảo. Và lòng đỏ trứng. Đây là những thứ mà hợp nhất để ăn với lại món ghẹ ngâm tương này. Rồi bây giờ con sẽ thấy cho mọi người thấy thịt ghẹ có nhiều không nhá. Đây, mình bóp hết thịt ghẹ ta, ghẹ rất là đầy, thịt ghẹ trong bát luôn. Rồi mình lấy thịt ghẹ ra như thế này, mình sau đấy mình có thể gặm thêm thịt ghẹ. Ngon lắm ạ. Rồi có thịt ghẹ như thế này, lấy cùng với một miếng rong biển với lại cả lòng trắng, lòng đỏ trứng cho lên. Thơm ngon tuyệt vời luôn ạ. Mọi người hãy thử nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Nếu mọi người cần hỏi, muốn hỏi thêm về món ăn hay là có gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới video nhé, bọn con sẽ trả lời. Xin chào mọi người.